vậy chứ đến tuổi thì đâu có mặn gì đâu. Bán trên sông thu nhập ít lắm, nhưng mà cô bác anh chị đó rất là vui. Vui vì được sống với cảnh sông nước miền Tây, vui vì có thêm cái thu nhập để mà trang trải cho cuộc sống cho mình, và vui vì gặp được những cái người bạn, những người khách hàng mà cũng cùng số phận. Ăn cơm xong mà cô này hỏi uống cà phê không? Ở đằng đó bán cà phê hả cô? Ờ. Dạ. Có kêu lại hả? Bán trên sông miền Tây là có kêu con nghe với. Người miền Tây mình dễ thương lắm. Bán xong nói lát nữa trả tiền cho chủ đò luôn, dễ để đó luôn, khi nào mà có rảnh ghe thì chạy lại lấy. Đó là đằng này cô này bán cà phê. Cô bán với anh chị thấy lên đên trên sông để mà mua xanh. Đây là chèo mua sinh. Đó, chèo đó là chèo tay, nó khác với ở ngoài Huế. Ở ngoài Huế thì người ta sẽ chèo chèo chân. Em chào chị. Em chào chị. Cho em một ly trà đường. Dạ. Em chào chị cà phê. Chị ơi, chị tên gì vậy? Dạ, chị tên gì? Chị tên gì? Chị bán ở đây như thế này lâu chưa? Bao nhiêu năm mà vậy? Ồ, ở đây ai cũng có thâm niên buôn bán cả. Bán ba mấy năm nay rồi. Đây là một ly trà đường nè. Ly trà đường này giá nhiêu tiền đây gì? Ly trà đường 7.000. Chào cô. Ở đây gồm có đầy đủ nè. Ly rồi trà đường đá me. Đá me có đồ vọng luôn. Ở đây gồm có nước ngọt ở đằng trước nè. Để đậu đậu vô. Cô tắt cũng được nữa. Mà cô tắt cô làm quay lại nó khó khăn hơn. Đầy đủ luôn. Đó, buôn bán ở trên sông mà. Dì ơi, dì ngày bán được cả trăm ly không? Ngày bán không được đâu, bán chừng vài chục ly, 50 ly gì. Dì bán ở trên đây thấy vui dữ không? Vui hơn trên bờ không? Bán đúng là bình thường vậy mà, cứ vui ở nhà không thì mới buồn đi bán vậy vậy chứ đến tuổi thì đâu có mặn gì chứ. Mà sao dì không chạy máy mà dì lại chèo như thế này? Vậy bán ly trà đường gì có 7.000 rồi, gì có lời nhiều không? Trà đường bán ở nhà nhiều lời, nó bán là nó 5.000. Dạ. Công việc chính của gì là gì, chỉ bán này thôi thay hay thôi sao? Gì chỉ bán cái này thôi, không có làm gì khác hay sao? Không có làm nghề gì, bán đó giờ bán gì hoài nha. Ồ, lên đên trên sông nước gì hoài đó hả gì? Dạ. Chị buôn bán vào buổi sáng, thời gian gì bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Dạ. 2 giờ, 1 giờ ra bán tới chiều, tới 7 giờ chiều. Ở 1 giờ chị ra đây chị bán nữa hả? Về nghỉ. Ồ. Bán ngày 2 cử. Bạn đủ sống không vậy? Đủ sống không? Vậy bán đủ sống không? Bây giờ bán ở đó không có tiếc, bây giờ bán giết lỡ tay lãng. Bán giết lãng tay nghe tiếng máy. Nghe tiếng máy phải không? Tiếng máy chạy là gờ gờ đó rồi lãng tay không nghe. Dạ. Đây là các dụng cụ của gì đây? Sáng mấy giờ dì đã chuẩn bị sẵn để mà dì lên đây? Ô. Sáng mấy giờ dì chuẩn bị để mà lên đây? Ở cổng 5 giờ ra tới đây bán tới giờ này. Nhà dì chạy ra đây được xa không? Chạy ra đây ở trong bến đò không ơi, chồng mình chạy ra đây. Dạ. Ở đây nó cũng nguy hiểm lắm, tại vì chiếc xuồng nhỏ này nó đụng với chiếc tàu bự đằng kia. Dì bán ở đây chắc người ta quen gì hết rồi hả? Nói lên thì mới nghe nó dở. Dì bán ở đây chắc người ta quen gì hết rồi hả? Ừ, ai cũng quen mà nhiều lắm. Ly trà đường 7.000 nhưng mà cũng đậm đà lắm.
cái ly này mình khỏi cần lấy lại, mình đưa cho người ta luôn. Gồm có cà phê, trà đường, rồi đá me, trà đường, cà phê đá, gì bán có mấy món à? Cà phê sữa. Cà phê sữa. Dạ, vậy ơi, vậy uống cà phê luôn đi. Dạ. Cho một ly trà đường gì đó. Nãy giờ lo tâm sự với lại gì ở đây bên đây không mà quên đằng kia gì, gì lại chạy máy cũng còn cần phải uống nước. Không sao, số trà đường lớn đó nhiêu tiền vậy? Vậy vậy số trà đường lớn này nhiêu tiền? Trà đường là 10.000. 10.000. 10.000 với một ly trà đường nữa là 17.000. 17.000. Đây, trả gì 2 ly 17.000. Thôi con trả cho dì luôn á. Dì đứng cực khổ quá à. Cái cô lái đò dễ thương lắm luôn. Nè thấy không, lên sông nước ở trên này mà. Ở đây mà nhiều người không biết chợ nổi như thế này. Làm sao để kiếm được cái chợ nổi mà dễ thương như thế này? Dì năm nay, dì ơi, dì năm nay dì bao nhiêu tuổi rồi? À, 58 tuổi rồi. Ồ, hồi nãy con nhìn xa xa, con tưởng đâu là một thiếu nữ rồi, con kêu chị ơi. Ơi, đấy, tuổi dữ rồi. Dạ. Cây nắp. Ở đây có thâm niên bán, thâm niên lấy đò, thâm niên bán hết khoảng hàng 50 mấy trở lên không à. Ừ. Thôi con chúc dì sức khỏe nha. Ừ. Càng ngày mua mai bán mắt, sau khi clip của con lên nhiều người sẽ tham quan và mua ủng hộ cô nhiều hơn. Ừ, cảm ơn con nhiều. Hai chiếc ghe đậu giao thương với nhau bằng một cái ly trà đường thôi, thì cô này tiếp tục cái công việc của mình, đó là chèo đi đến những cái chiếc ghe khác để bán cho họ. Nhờ những cái chiếc ghe của cô như vậy mà ở trên xuồng người ta có cái đồ ăn thức uống cũng giống như là ở trên bờ đó, gồm có bún cá nè, rồi cơm tấm nè, bún thịt xào nè, rồi cà phê, trà đường, nước ngọt đủ các loại đó. Ghe đó cũng bán nữa đó. Cô đó cũng bán cà phê à? Đứng ở đây, đứng ở trên cái chiếc mũi tàu để quay cận cảnh nhất. Tiếc là Bùi Hồ không có được cái lay cam để mà quay gọi từ trên xuống cho mọi người cùng xem. Ở đây ghe này thì bán củ sắn, bên kia thì bán khoai lang. Em bé ngồi trên ghe kìa. Ghe ở đằng đây thì mọi người người ta nói là chỉ bán sỉ thôi. Cô đó nói bán sỉ thôi. Ghe nên ghe nào ghe nấy nó đầy ắp. Bằng những cái chiếc ghe nhỏ nhỏ đằng kia là người ta lấy vô chợ để người ta bán cho những cái người ở trên bờ, ở trên đất liền. Nói là xuồng nhưng người ta hoạt động giống như là ở trên bờ vậy đó. Ghe này củ sắn đầy ắp luôn nè. Đó, thấy không? Ghe bên đây thì ghe nhỏ nhỏ kia lấy dừa đem vô. Bên đó thì trái tròn tròn bên đó là trái bí. Người ta gọi là cái bí gợ hay còn gọi là bí đỏ. Ở ghe này này anh này anh lấy rất là nhiều đồ, gồm có dưa hấu, dừa, củ sắn, khoai lang, anh đem vô đất liền. Đó, anh lái tàu điêu liền ghê chưa. Sau khi ghe mà đầy ấp hàng như vậy thì bắt đầu anh đó chạy vô. Ê, có chiếc tàu này nó chạy đâm ngay mình. Mẹ lái qua. Cái cô lúc nãy mà Bùi Hồ uống cà phê á, cô đó thì bị lãng tai rồi, nên thành nữ là cô đó phải kêu nói lớn. Tại vì hàng ngày cô nghe âm thanh máy nhiều quá,
nên tay cô nghe còn không được tốt nữa. Ở đây cô giống như sinh hoạt ở trên nhà. Ở đây là chòm xóm nghe với nhau 5 tiếng. Ồ, chạy điệu nghệ à. Và bún mà bán bún nước mà bán được ở trên sông luôn. Tại vì cái chiếc xuồng nó rất là bấp bênh, nó phập phiều, nó bấp bênh lắm. Mà khi mà sóng lớn á thì cái chiếc xuồng của cô nó sẽ không có được bằng phẳng, nó sẽ chao đảo. Nên thành thử ra là cái việc mà bán bún nước ở trên sông không phải là đơn giản. Đây là chắc hai vợ chồng hay sao, vùi hồ cũng chưa biết, lại gần thì mới biết. Một người chèo, một người bán. Tại vì bán bún như thế này thì nó cũng khó. Em chào anh. Anh chèo cho chị bán hả? Dạ. Dạ chào chị. Dạ mình bán bún cá hả chị? Dạ. Chị cho em một tô bún cá với. Cho em tô ít bún thôi nha. Tại em còn ăn những cái món đằng kia nữa. Dạ không. Ở đây có hộp vịt lộn luôn kìa. Thôi nhưng mà em chỉ ăn bún cá thôi. Ít bún thôi. Dạ. Anh với chị bán ở trên này như thế này lâu chưa? Khoảng 10 năm chưa chị? Chị ơi, cái bún như thế này nè là mình nước rồi cái ở trên xuồng nó chao đảo, mình nó có khi nào nó bị tràn ra ngoài không? Có, phải bún bớt ra cái thùng đó, nó chạm cho mình đó. À cái thùng ngoài sau ha. Không, ngay à cái thùng bên hông. Mỗi ngày là đầy nồi nó luôn hả chị? Cái thùng đó với cái đó. Đúng hết luôn á. Ồ. Một tô bún cá là bao nhiêu tiền chị? 20 ngàn. Đúng không? Lúc trước này bán 15 ngàn. Chị năm, chị với anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 40 hả? Chuyển sang bán ở dưới này lâu chưa chị? Mấy năm mà bán năm này. Ở đây đó giờ. Ủa, rồi bây giờ xong rồi đó hả? Dạ. Ủa, sao không nói chuyện với em tí? Nói chuyện thì cái nồi bún nó không còn nhiều nữa. Ủa em chúc chị bán đắt nha. Thôi gửi đây cho hơi, gọi chị gửi cho chú rồi. Bán không cần lấy tiền luôn hả chị? Bán trả tiền cho con. À dạ. Ở trả cho con lại cái chỗ cà phê tiếp đi con. Ô. Người cái bà chị đó bán không lấy tiền luôn. Lát gửi tiền cho cô này, không ấy con giật luôn. Nãy Bùi Hồ đi sớm lắm, bây giờ thì cũng gần 7 giờ. Mặt trời lúc nãy thì nó thấp ở dưới kia. Bây giờ nó lên bị trên cao kia lên luôn rồi, bắt đầu nắng rồi. Dạ. Con ăn đâu nổi nữa đâu. Mà lại đó đi, kêu con kêu người ta bán ít. Ai ăn bún hôm? Ở chị đằng này bán bún cua nè. Chị đằng này bán bún cua thì có vẻ là tất bật hơn nhiều. Đằng kia chị kia bán bún cá, giao tiếp chị mua được trong thời gian vỏn vẹn khoảng 5 phút rồi. Rồi cô chị đó không kịp lấy tiền rồi chở đi luôn. Còn chị đằng này thì bán, ủa bún thịt xào hả chị à? Chị ơi, chị bán bún thịt xào hả? Bún thịt nướng với lại bún riêu cua. Đi hay như vậy? Dạ. Bán rồi đi chứ đậu đây chi. Cô đó tiếp tục chèo đi mất tiêu rồi. Tại vì ăn không có nổi nữa.
ký dưa hả cô? Lâu không cô? Dạ. Cái người ở đằng xà lan đó là kêu búng hả cô? Ủa sao người ta không xin số điện thoại? Tại vì khách giảng lai không ạ. Dạ. Cái anh xà lan đằng này nè, ảnh kêu bún lại bán. Và chị đằng này và anh đó phải trèo ra, trèo ra để mà bán được một cái một cái tô bún cá. Tô bún cá là đặc sản của An Giang mình. Bây giờ mấy cô cháu mình đi vô ha. Dạ. Đó là chợ nổi đó. Thì sau khoảng thời gian khoảng gần một tiếng đồng hồ thì Bùi Hồ cũng đã quay cho cô bác anh chị xem về cái những cái mảnh đời lên đên trên sông. Họ bán trên sông thu nhập ít lắm, nhưng mà cô bác anh chị đó rất là vui. Vui vì được sống với cảnh sông nước miền Tây, vui vì có thêm cái thu nhập để mà trang trải cho cuộc sống cho mình, và vui vì gặp được những cái người bạn, những người khách hàng mà cũng cùng số phận chính là sống ở trên sông. Thật sự ra nó rất là dân dã và yên bình, nó không ồn ào tiếng xe cộ như ở những cái thành phố lớn. Và con sông này nó lớn dữ lắm luôn, nên thành nữ là ghe chạy ghe cộ tấp nập tối ngày, âm thanh ghe nó cũng gây ồn cho người ta, nhưng mà nó thôi vậy mà vui. Ở cô bác anh chị, đó là một cái không phải đây là một cái chuyến du lịch của Bùi Hồ. Không phải là đi để mà tìm được cái thú vị ở trên đây, mà Bùi Hồ muốn đi đến đây để quay cho cô bác anh chị, những người ở hải ngoại thấy được rằng cái cảnh sông nước miền Tây nó hữu tình như thế nào. Chỉ cần ngồi trên đây thưởng thức một tô bún cá hay một ly cà phê thì cũng đã cảm thấy vui về cái cảnh sông nước miền Tây rồi. Bùi Hồ kết thúc video clip tại đây. Mong cô bác anh chị ủng hộ Bùi Hồ bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ để cho mọi người cùng biết, để đến đây, đến chợ nổi Long Xuyên có tuổi đời gần 30 năm để thưởng thức một ly cà phê hay là một tô bún cá hoặc là một dĩa cơm tấm trên sông. Bùi Hồ chào cô bác quý chị và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ. Đây là đằng sau cái chợ Long Xuyên, cái chợ vòm bự đó là chợ giao thương của trái cây á, chợ sỉ của trái cây á, người ta gọi là chợ đầu mối, ở đây gọi là chợ đầu mối. Nó lớn như vậy. Còn ở bên đây là bán các mặt hàng như là thịt cá. Đây là cái bến của mình, nơi mình xuất phát, và bây giờ mình đã đến được nơi. Nói chung là cũng cảm ơn cô lái đò rất là nhiều. Cô năm mươi mấy tuổi phải chở người trẻ đi, nhưng mà phải chịu thôi, tại vì mình đâu biết lái đâu. Đây ghe hàng vẫn cứ tấp nập đợi ra vô. Con cảm ơn cô nhiều nha. Chúc cô sức khỏe nha cô. Con thấy lòng cho chợ Long Xuyên mình đông không? Đông. Tại vì từ nào giờ con có đây không? Dạ. Cô cũng có đưa một số ở Long Xuyên mà nữa ở trên phường Mỹ Lâm nè. Đi ra ngoài chợ nổi ngoài đó. Con cũng ở Đồng Tháp mà mới đi đây, đây là lần đầu tiên. Dạ hả? Dạ. Con chúc cô sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn con à. Dạ.